Chào mừng các bạn đã đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu cái các bạn là một cặp đực 3B các bạn. Cặp đực 3B nha. Đấy, con đầu tiên. Cặp này thì chủ báo giá là 32 triệu các bạn, 32 triệu. Đó. Chân móng đi hoàn thiện nè bạn. Đây, dàn chân móng nè, hoàn thiện hết nè. Lưng thẳng băng nha các bạn. Lưng thẳng băng nha. Đòn dài. Đó, hai tờ đít nè. Đầy nhóc luôn các bạn không, cơ muối nè. Đó, cặp đực 3B này chủ báo giá là 32 triệu bạn, 32 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, đít cơ muối nè các bạn không, đòn dài nè, dài hở nè. Chân móng đều hoàn thiện các bạn. Chân móng đều hoàn thiện. Dàn chân móng là móng sò hết các bạn không, đít cơ muối nè, lưng thẳng băng các bạn, và móng tăng nè, đo cận cảnh cho anh em thấy luôn các bạn. Đây, cao 1m08 bò các bạn, cao 1m08 bò nè, dài hở, đòn dài, chân móng đi hoàn thiện hết các bạn, đít cơ muối nha, cao 1m08 bò. Chân móng đều hoàn thiện hết các bạn, giá 32 triệu bạn, 32 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Giá 32 triệu cặp đực 3B này các bạn. Còn tiếp theo. Và móng tăng các bạn không? Con này sau này trổ mũi tiêu rồi bạn, móng tăng. Và móng tăng nè, mướt mượt. Dài hở. Chân móng đều hoàn thiện nè, móng sò nè các bạn không? Dài hở, đòn dài, móng so. Giá 32 triệu bạn, 32 triệu cặp đực 3B này các bạn. Đo cận cảnh anh em thấy luôn, cao 1m09 bò các bạn. Con này cao 1m09 bò. Con này cao 1m09 bò các bạn. Đít. Hai tờ đít tròn quay này các bạn không. Lưng thẳng băng các bạn. Hai tờ đít tròn quay, lưng thẳng băng. Dài hở, đòn dài, chân móng đi hoàn thiện hết các bạn. Dài hở, đòn dài, chân móng đi hoàn thiện. Đây, chân móng nè, hoàn thiện hết các bạn. Cặp đực 3B chủ báo giá là 32 triệu bạn, 32 triệu. Còn cả 1m08, còn cả 1m09. Giá 32 triệu bạn, 32 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video. Gà một hai con này da mỏng tăng các bạn, con cam mấy tám, con cam mấy chín, giá 32 triệu bạn, 32 triệu. Hai con cái đòn con này các bạn không, dài hở cái đòn dài, chân móng đi hoàn thiện hết các bạn, giá 32 triệu bạn, 32 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.